Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết 19 đại sứ quán và cơ sở ngoại giao của nước này, phần lớn ở Đông Bắc Phi, sẽ tiếp tục đóng cửa và có khả năng kéo dài đến hết tuần. Thông báo nêu rõ việc gia hạn đóng cửa các cơ sở ngoại giao không phải do xuất hiện các mối đe dọa an ninh mới, mà chỉ là biện pháp đề phòng vì sự an toàn của nhân viên và người dân địa phương. Theo giới lập pháp Hoa Kỳ, nguy cơ xảy ra các vụ tấn công hiện nay từ Al-Qaeda và các chi nhánh của tổ chức này là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Quyết định đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ được đưa ra trùng thời điểm diễn ra lễ Eid kết thúc tháng nhịn ăn ban ngày Ramadan của người Hồi giáo. Theo đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định đóng cửa các đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở nước ngoài trong ngày Chủ nhật 4 tháng 8. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo các công dân Mỹ ở nước ngoài, nhất là ở các nước Hồi giáo, đề cao cảnh giác trước những nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hoa Kỳ sẽ mở cửa trở lại các cơ sở ngoại giao của nước này ở Afghanistan, Iraq, Algeria, Bangladesh và Mauritania trong ngày hôm nay 5 tháng 8. Nguy cơ khủng bố do Hoa Kỳ cảnh báo cũng đã buộc một số nước châu Âu như Anh, Đức và Pháp đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Sana'a của Yemen, đồng thời khuyến cáo đi lại đối với công dân của mình tại các nước này. Trong thông báo mới nhất, Bộ Ngoại giao Anh cho biết, đại sứ quán Anh ở Sana'a sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết ngày mai 6 tháng 8.